Mến chào cô, chú anh chị em và các bạn. Đơn giản chỉ là cải thìa, nhưng mà mình biến tấu ra món ăn rất là ngon và đầy đủ chất dinh dưỡng. Hôm nay Diệu Huệ chia sẻ món cải thìa sốt cà chua. Cải thìa, mấy trái cà chua, mấy tay nấm đông cô, gia vị nêm thì có muối, đường, bột nêm, thêm một chút tiêu, dầu hào chai, nước mắm chai, nước tương. Bạn nào ăn vì sức khỏe thì xào hành gì cũng được, còn các bạn kiêng cử hành thì xào không ha. Mình chia sẻ một chút này, cái cải này các bạn cắt đôi ra như thế này để mình dễ rửa trong mấy cái kẽ này ha. Ở đây Diệu Huệ cũng đã rửa và ngâm nước muối rất là sạch sẽ rồi. Bây giờ mình bắt tay vào nấu luôn nè. Trước tiên là mình nhắc cái nồi lên đây để mình chuẩn bị luộc rau ha. Mình bật bếp lên ha. Các bạn luộc rau thì cho nước nhiều để cho rau nó xanh. Rồi giờ mình cắt cái nấm này ra ha các bạn. Mình cắt cái cà chua này ra luôn ha. Rồi mình cắt nấm với cà chua xong rồi mình bắt cái chảo lên cho vô đây một ít dầu. Dầu nóng rồi mình cho vô đây một ít hành. Hành thơm rồi mình cho nấm đông cô vô đây mình xào. Nấm đông cô này các bạn rửa muối trụng sơ qua để hết cái mùi hắc ha. Rồi mình nêm nếm gia vị. Một ít bột nêm, một ít muối. Và cái này thì mình cho đường phèn thì nó khó tan nè. Các bạn phải cho vô ít nước. Mình cho vô xíu nước để cho tan gia vị. Rồi mình nêm vô đây một xíu dầu hào chai nha các bạn. Rồi nấm cũng đã chín rồi, mình trút ra cái dĩa này ha. Rồi mình cho vô đây một xíu dầu. Mình cho hành vào đây. Mình ăn vì sức khỏe, mình bỏ vô một ít hành sẽ tăng thêm cái hệ miễn dịch cho phổi. Thì cái mùa Covid này nè, ngăn ngừa được rất là hay luôn. Rồi hành thơm này mình cho cà chua vô đây. Mình nêm nếm gia vị ha, đường, muối, bột nêm theo khẩu vị gia đình. Khô quá thì mình cho vô đây một xíu nước để cho tan gia vị ha. Rồi mình xào cà chua cho màu đẹp, mình tiếp tục cho vô đây một ít nước nữa. Rồi nước sốt sôi mình cho vô đây một xíu tiêu. Bạn nào mà ăn được hành lá thì cho vô đây một chút hành lá nữa. Gia đình nhà Diệu Huệ ăn chay vì sức khỏe nên không có cử hành tỏi nha các bạn. Rồi mình cho vô đây một chút xíu dầu hào, nước tương và nước mắm chay. Diệu Huệ đổ chung một chỗ cho đỡ mất thời gian của các bạn. Rồi nước sốt của mình đã được rồi, mình nhắc xuống. Cái nồi nước luộc rau của mình cũng đã sôi rồi, mình cho vô đây khoảng nửa muỗng canh dầu ha các bạn. Và một ít muối nhằm mục đích cho rau nó xanh ha. Rồi mình cho rau vô mình luộc. Bạn nào ăn chay vì sức khỏe mà làm theo cách của Diệu Huệ là chỉ cần ăn món rau này thôi là đã đầy đủ chất dinh dưỡng rồi ha các bạn ha. Rồi rau sôi chừng dạo hai dạo là mình vớt ra được. Rau rất là xanh tươi luôn nè. Wow, rau xanh quá các bạn ơi. Rồi bây giờ mình bắt đầu xếp rau ra dĩa.
Rồi diệu hề xếp xong cái dĩa cải rồi, mình cho lên đây một ít nấm đông cô. Rồi cái chảo nước sốt này á, mình trút ra ngoài cái chén một ít ha. Rồi còn cái phần này á, mình chan lên đây ha. Cái này món này các bạn làm ở trong nhà hàng cũng được ha. Mình chan lên mấy cái đầu cải thì cho thấm luôn. Cô chú anh chị em và các bạn thấy Diệu Huệ chia sẻ các món ăn chay ngon thì tặng cho Diệu Huệ like, bấm đăng ký kênh, nhấn chuông để nhận thông báo các video mới tiếp theo, đón xem nhiều món ăn chay ngon hơn nữa. Chúc cho cô chú anh chị em và các bạn ứng dụng làm cái món cải thìa sốt cà chua này ăn ngon miệng. Mình để riêng một cái chén nước sốt như thế này, ở trong gia đình mà có người thích chấm thì chấm thêm ha. Món ăn của Diệu Huệ đã hoàn hảo. Video hôm nay Diệu Huệ xin được dứt ở đây. Thân ái chào cô chú anh chị em và các bạn. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Diệu Huệ tiếp tục chia sẻ nhiều món ăn chay ngon hơn nữa.